Đây là một chuyến hành trình cưa cây của anh Tùng nha các bạn. Hiện tại là anh Tùng và mình đang đi trên quốc lộ 1A. Hôm nay thì anh Tùng cưa cây ở trên thành phố Hồ Chí Minh nè, là đi khá là xa. Những cái chuyến cưa cây của anh Tùng á, xa một vài trăm cây số là chuyện bình thường nha các bạn. Rất là nhiều những cái địa điểm ở xa đó họ nhờ anh Tùng đến cưa. Xin vâng chào tất cả quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì mình và anh Tùng có mặt tại làng Đại học Thủ Đức để cưa bốn cái cây bàng rất là lớn này nha các bạn. Các bạn thấy đây là một trong bốn cây bàng. Đây là ba cây còn lại. Đây mấy cái bàn rất là lớn. Và hai bên là hai dãy nhà trọ nha các bạn. Đồ đạc phía dưới rất là nhiều. Những cái ghế mũ, bàn ghế mũ, bình ga. Và đặc biệt là những cái mái tôn. Những cái mái tôn này nó khá là yếu. Anh Tùng đang khảo sát cái địa hình. Các bạn rất lớn, các bạn này là một người ôm không giáp. Quanh này anh Tùng anh ôm à. Thấy cái nhỏ đó, còn cây kia to hơn nữa. Cây cuối cùng mạnh, cây cuối cùng lớn hơn nữa các bạn. Nó tàn dữ luôn. Giới thiệu luôn à, cái này ta sợ nó ngã mà, cho nên nó bị bọng rồi. Mục rồi. Phải sợ nó ngã vô nhà nè. Có một luôn. Bên đây luôn. Trời ơi nó mục hết rồi. Cái này anh độ khoảng bao nhiêu tuổi anh Tùng? Nó chú nhà nó khoảng 22 năm, 23 năm vậy đó. Khoảng 23 năm tuổi. Nó mục hết rồi nha các bạn. Góc phía trong nó rượu hết rồi. Chỗ bên kia luôn hả? Hồi kiến lửa nhiều quá. Hồi kiến chai xịt mũi quá chừng kiến rồi. Cái này là phải xịt lấy chai xịt côn trùng xịt cho nó. Mấy con kiến nó chết rồi mới leo lên được nha các bạn. Đây từ đây vô trọng là 4 cây. Rất là lớn. Cây cuối cùng ở phía trọng là cây lớn nhất. Các bạn thấy mấy cái nhánh mấy cái tàn đó, nó che kín hết cái đường đi dọc theo hai cái dãy nhà trọ nha các bạn. Ở đây nằm ngay cái đường hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất. Qua cưa cây gì anh Tùng? Hôm nay thì anh Tùng đem theo ba cái máy cưa nha các bạn. Từ nhà anh lên đây là khoảng bao nhiêu cây số anh Tùng? Tại vì xe của bắp nó không có cái con đường mét, nhưng mà nếu mà tính ra chắc thì từ An Hữu mà lên tới cái dòng xe An Lạc á, yeah. 120 cây, yeah. Từ ở đó là lên đây là mình tới Suối Tiên luôn rồi, Suối Tiên, yeah. Mình vòng ngược lên nữa, thì yeah. Tầm chắc cũng 40-50 cây gì nữa, là tầm khoảng 160. Cái này sao mà ở đây người ta biết mà người ta kêu mình lên đây cưa vậy anh Tùng? Sao mà người ta biết tới dưới gì vậy? Lâm Phạm á, dạ. Có để cái số điện thoại của Lâm Phạm cho nó, người ta mới điện Lâm Phạm. À, ta điện cho chị Lâm Phạm. Cái xin số của anh. Dạ. Từ ở dưới cái bè Tiền Giang mà lên tới Sài Gòn cưa luôn nha các bạn. Một quãng đường tầm khoảng 150 km á. Không, đi đâu cũng đi chứ đó. Mà ví dụ nó số lượng lớn. Dạ. Mà là đi chứ mà tự nhiên dưới mà lên đây cứ có một cây. Dạ. Hay một cây dừa thì chắc lẽ từ chối. Dạ.
tới 4 cây lận. Bốn cây mà độ khó khá cao cho nên là mới nhờ tới anh Tùng cưa. Chứ nếu dễ dễ thì người ta kêu thợ gần đây thôi. Cũng có thì cũng có mấy cây nhỏ nhỏ kia ta đốn trước hết rồi. Dạ. Lâu rồi không nâng cấp lại cho nên mấy cái đàn tay là nó bằng cây. Mà nó đã mục chừng, những cái nó mục, có phút nó mục rớt thôi nè. Mấy cái đàn tay mục nha bạn. Mình không cho nó ra tay. Mình nhanh ẩm lên, cắt tới. Nó treo dây vậy lắm, treo lên cho nó bọc bóng lên. Treo giật bóng lên rồi đi sàn sàn ngang qua. Ở đây gỡ cái bóng đèn xuống luôn đi giật. Cái bàn này rất là nhiều nhánh nha các bạn. À, anh Tùng đã leo lên trên cái nhánh nhỏ này. Bây giờ anh Tùng sẽ kéo cái máy cưa nhỏ lên để cưa mấy cái nhánh nhỏ. Cái bàn này là nó rất là nhiều nhánh nhỏ nha các bạn. Phía bên dưới cái thân nó bị mục rồi. Quên. Mấy nhánh giòn lắm, mấy nhánh này hình như là đa số nó bị bọng á.
Giờ Tùng bắt đầu leo cưa nhánh trên cao nha các bạn. Cái nhánh bàn này rất là giòn luôn. Chảnh là có mấy cái ô ong nha các bạn. Qua ong nó túa ra rồi. Trời ơi. Rất là nhiều ong quá. Vừa kiến vàng, vừa ong. Nè, kiến vàng bò dưới nè. Kiến vàng nhóc trên. Mấy nhánh nè. Biết có liền rồi. Bò nhóc mà. Giờ đi bộ. Nãy giờ nó rớt đất đó. Dạ. Đó. Đây, kè nguyên một ổ kìa. Kiến vàng nha các bạn. Trời, cái này nó bò vô hắn. Nguyên một ổ luôn kìa. Cái này mà giả vớt ngon lắm nè. Đó, đó, đứng ngay dưới đó đi. Quá trời, mấy cái nhánh kiến này các bạn. Kiến con dây dầm dầm á, chứ nó để nó chạy là con dây sướng dán đi. Mấy nhánh nhỏ nhỏ nó bị mục đó mày. Anh Tùng sẽ dùng chân đạp cho nó gãy xuống luôn. Mấy nhánh đó không có được bước ra nha các bạn. Cây quá chị bự luôn, khó quá trời luôn, quay chết không lên. Trời ơi, sáng phải cô Lâm đi chung con, có gian bạn đi theo 4 chỗ lên nè. Lỡ chạy lỡ nắm. Rồi nắm kéo đây. Nắm kéo ra, nắm kéo. Chạy xuôi theo cái đường đi luôn. Ôi, ở đây. Ui vậy hãy vậy hãy vậy luôn. Cực kỳ khó luôn nha. Chạy lên nha. Đợi vô đó nhánh hai nhánh gì hả tỉa. Cưa chừng 6 tiếng à. Có cưa hà lên gì đó. Lên quay cây khó. Lên quay cây cuối. Hãy cưa xong. Đi lại đi, lấy lại đi. Con nhả đại xuống đi, nhả đại coi vô, cái lấy đầu xuống không được đi. Quá lực lắm rồi. Nhanh bự lắm à. Nặng nhọc đâu. Có đoàn làng kìa. Con hạch sồng đen thui luôn. Ê, hạch tán vô đó. Cái cửa anh ta nha. Mày dính đi, mày dính đi, tao lại tao kéo từ từ nha. Chừng cái cửa anh ta nữa đó. Đừng có nhẹp, thùng miếng tên. Dính đi, dính lên. Ê.
rồi. Chết rồi Nguyên. Xuống đi hết vậy. Xuống đi luôn. Trên ghe cắt nhánh ha chưa? Xe như cái quạt ấy. Trời ơi trời, dướng cái nát dữ người ta. Dương chút. Ôi. Xíu. Ê, từ từ.
không kịp. Nãy giờ anh Tùng bị vàng cắn với ong chích nha các bạn. Ong chích cũng mấy nha. Quá trời cái gì cắn. Bữa nay đi cưa được mấy anh nấu cơm đãi nha các bạn. Cái này là món gì anh? Gà kho sả với lòng xà mướp. Hôm nay thầy trò Du Khỉ lặn lội quãng bị xa đến đây cưa bốn cái bàn. Đây nay anh Tùng đi cưa được mấy anh ở đây đãi mấy món rất là ngon các bạn. Ngồi ở dưới góc bàn. Bao nhiêu người đây? Cưa lại người lại đến cưa. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình theo chân anh Tùng đến cưa những cái cây bàng ở làng Đại học Thủ Đức các bạn. Thì như lúc đầu mình có nói là dự định của anh chủ là sẽ cưa hết 4 cây luôn, nhưng mà ảnh quyết định là sẽ cưa một cây thôi. Mấy cây này chỉ mé nhánh thôi nha các bạn, sẽ chừa lại cái phần gốc tương đối là cao. Cái phần cây này là mình sẽ mé nhánh nha các bạn. Giờ anh Tùng sẽ lên buộc dây. Anh sẽ lựa một cái nhánh nào cao và chắc nhất để tròn cái dây qua. Và một lát nữa là cái dây đó nó sẽ chịu những cái nhánh thấp ở phía dưới. Cây bàng thì nó rất là nhiều nhánh và lá nó cũng rất là nhiều nha các bạn. Giờ anh sẽ bẻ bớt mấy cái nhánh mục, rất là nhiều nhánh mục. Những cái cây bàng ở đây là nó bị một cái thân này nè, bạn thấy cái thân của nó, nhưng mà anh phải bẻ mấy cái nhánh mục bớt nha các bạn, những cái nhánh đó mà không có đứng vô được. Thì mấy cái cây bàng này hầu như là cây nào cũng có kiến, chủ yếu là kiến vàng nha các bạn, cho nên là phải đem cái chai xịt côn trùng lên mình xịt mấy con kiến trước rồi mình mới cưa được, mà cắn rất là đau. Đây, này là anh xịt mấy con kiến vàng nha các bạn. Cái bàn này lá nhiều quá không thấy anh Tùng đâu hết. Thôi anh Tùng đúng từ đây anh đứng đây nè. Đây, anh Tùng anh leo xuống mới thấy nha các bạn. Phía trên lá nhiều quá. Thì sau khi xịt mấy kiến thì để một lát cho nó ngấm thuốc.
mình á, bụt dày nhắn ngang. Dướng rồi. Không được. Ê coi chừng. Chừng cái đồng hồ điện á. Nguyên nhánh nó khô khô chừng. Cây này nhánh tươi nhánh khô nó lộn xộn chứ không biết được. Kinh nghiệm lâu năm. Bye.
À, Tục đã mé được một số nhánh rồi các bạn. Giờ cái cây nó tương đối trống trải rồi. Anh Tùng sẽ cưa cái nhánh lớn nha các bạn. Nhánh này là không có chằn phía trên mà là sẽ kéo xuyên ngang. À, có chằn một cái dây phía trên nha các bạn. Thường mấy cái nhánh bạn các bạn nó xè, nó có cái độ xè rồi nó rất là dễ bị vướng víu. Cắt nó đã đứt rồi nhưng mà nó còn vướng nhiều chỗ nên nó chưa có xuống được nha các bạn. Giờ anh Tùng phải mé nhỏ nhỏ đó rồi hạ xuống. À, các bạn thấy không, mấy cái nhánh nhỏ nó dướng lên cái thân cây à. Nó chưa rớt xuống nữa. À, nó còn dính trên cái thân cây các bạn thấy không. Tiếp tục xịt mấy con kiến vàng nha các bạn. À, không hiểu sao những cái cây ở dưới quê đó, bây giờ nó ít kiến vàng. À, những cây ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì lại kiến vàng nhiều. Kiến vàng bây giờ ở dưới quê mình rất là hiếm gặp nha các bạn. Sao mà trên đây lại mấy cây bàng này kiến vàng rất là nhiều luôn. Nó làm tổ mấy cái lá. Hay quá. Mấy con ong với mấy con kiến bên đây bị mất nhà rồi. Phía trên đó có mấy cái nhánh khô nha các bạn. Phải leo cẩn thận. Đây, bây giờ anh Tùng ngoài nằm trên cái cây để buộc dây. Chuẩn bị hạ một cái nhánh phía trên mái nhà. Chuẩn bị. Cái nhánh đó nó sẽ được kéo về phía bên kia. Thank you.
qua bên bên bển nhanh, nó cần phải có hai người điều khiển nha bạn. Rồi gửi đầu dây ra luôn đi, cho tao rút lên. Ở đây là ngay cái đường hạ cánh của máy bay, cho nên thỉnh thoảng là tầm 50 phút sẽ có một chiếc máy bay nó hạ cánh ngang, rất là ồn. Phần của bộ nó rất đầy đầu mình. Làm gì làm quá trời dung nhan nha. Cái này lớn quá. Có quẹt sơ sơ mà nó nhà cũng. Nó kêu mình cũng kêu luôn. Mình la gì cũng kêu gì. Cái nhánh này mà cưa là bảo đảm cái cây nó lắc dữ dội luôn. Cây nó bị giật dữ dội. Anh Tùng leo lên để chuẩn bị cưa một cái nhánh rất là lớn nha các bạn. Bây giờ cây vàng chỉ còn tầm khoảng 3 nhánh lớn nữa thôi. Rồi đứt ngọt xớt. Nhánh cực kỳ lớn luôn. Rồi nó hơi nghiêng nghiêng vô cái mái nhà rồi. Đâu rồi mấy anh bên kia không có dây hả ta? Có năm gì kéo. Rồi, thả cái nhánh xuống từ từ nha các bạn. Thả xuống dính dứt cái đầu, cái đọt luôn. Rung rinh cái đọt. Trước khi hạ một cái nhánh thì anh Tùng buộc dây rất là kỹ nha các bạn, buộc rất là nhiều vòng. Cái nhánh đó là cái nhánh nó sẽ chịu cái nhánh cưa lại. Để nhẹ cái gãy mấy nhánh bàn nó giòn quá. Rồi, hai nhánh một lượt luôn. Ê bị vô mất hai đồ hết luôn tụt rồi. Mấy bay nghe mấy bay nghe không nghe gì hết luôn, nghe tiếng động cơ. Đây có đang kéo mé gần hết hai cây, cái nhìn nó thoáng à. Chiếc máy bay đang bay ngang nha các bạn. Ông đung bay lên.
À, các bạn không nhờ hai anh này thì thật sự là không làm ăn được gì. Kiến. Thứ gì nào không làm gì đó à? Hai. Chú ngồi bên kia chơi. Nó xuống cái là xẹp được chút nữa không? Thì anh mới cầm cưa thì nó vững tim đấy. Khều cái bài. Dạ. Còn ha.
rất là lớn nha các bạn. Cái nhánh này nó hai tầng. Anh Tùng cưa nhánh này tới 3 tầng rồi các bạn. Anh Tùng cưa bớt 1 tầng. Ông bầu đồ nhiều lắm, ông bầu cái nhiều lắm. Anh Tùng mới leo lên là có ổ ong túa ra nha bạn. Chung dịch. Có nhiều cây bị khô mục. Ý, hết hồn. Có nhanh rất là rộng nha các bạn. Cây bàn 25 tuổi. 25 tuổi hả? 20 năm. Đây cái cây bàng nha các bạn, anh Tùng đang ở trên cái cây bàng. Cái bàng này mấy cái nhánh của nó bị lủng lỗ rồi. À, mấy cái nhánh nào mà nó mục với nó yếu á, anh Tùng sẽ đạp cho nó gãy luôn. Các bạn thấy cái nhánh khô ở phía bên tay phải á. Nhánh đó là rất là nhiều ong nha các bạn. Đây cái nhánh này nè các bạn. Nhánh này nè, rất là nhiều ong. Trong đó có ong bầu.
nó rã từ 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 đó, con ông bầu bay lại đó. Cái quấn gì chị anh? Cây một lần không sợi dây đó. Mấy nhánh này một chân nhà anh Tùng nằm trên cái nhánh buộc dây nha mày, xin chuẩn bị cưa cái nhánh đó. Rất là lớn nha các bạn. Dướng vậy à? Dướng cái gì mấy anh ấy chọn ác trời. Tả về bên đây chứ. Tả ra cái cây nó nhánh nó hạ xuống. Một chó chứ đúng luôn. Kéo dạt cái đầu mạnh đi, dạt cái đầu đó qua anh kia nổi không? Rồi. Kéo mạnh lên, kéo mạnh lên. Cái nữa. Anh Tùng lên dọn mấy cái nhánh khô nha mày. Cây này có nhiều nhánh khô. Đi mục. Cái vô quá gọn.
anh Tùng cưa nguyên nhánh bự luôn nha các bạn. Nhánh này cũng rất là lớn. Wow. Rồi, nó lắc nguyên cái cây luôn. Cái này là hai nhánh lận. Cái không gian ở phía dưới cái góc bàn các bạn, nó cũng khá nhỏ, hai bên là hai cái dãy nhà trọ. Có lẽ là anh Tùng sẽ cưa cái nhánh lớn luôn nha các bạn. Cái nhánh nó bị dướng vô cái thân nha mày. Ông gì đó kéo thưa nữa không? Kéo mạnh thưa chắc được á. Hai nhánh vậy chứ rất là nặng nha các bạn. Nó dướng hai nhánh lượt. Bây giờ là bắt buộc phải cưa cái nhánh bị dướng lại. Thả dây. Nhìn. Bây giờ anh Tùng tiếp tục buộc cái nhánh ở trên đọt để cưa nha mày. Thì hiện giờ cây chỉ còn hai nhánh lớn thôi. Quá chừng cái này nó đứt ấy quá, nó đứt hỏng quá, cưa hơn nửa cây là nó đứt rồi. Mạnh lên dướng nữa đó. Tùng sẽ cưa cái nhánh lớn luôn nha các bạn, cưa cái đọt luôn á. Wow. Quá chừng vui. Lắc. Rồi, bắt đầu từ từ xả dây hạ xuống thôi. Mở cái vòng đi, thả ra. Mấy nhánh này là nhánh nào em ấy tổ.
nhánh hạ nhánh. Đây là cái nhánh cuối cùng của cái bàn thứ ba. Gung gung đất. Có hai sâu dưới này nha. Hai sâu kìa. Hai con sâu. Mấy bên đây nè, lấy mấy cưa quẹt nó một cái. Đó. Ở ngay, ngay trên vợ chút á. Ngay đầu gói á. Đâu sợ đâu. Có cái quần không sao. Sau đó nó gớt xuống nó mắc thở luôn. Rồi giờ anh Tùng sẽ kéo cái máy cưa lớn hơn lên để cưa cái nhánh cái thân nha mày. Thì cái động thân cái này thì nó lớn quá, cái máy cưa nhỏ cưa không được. À, bây giờ anh Tùng sẽ buộc dây vô cái phần trên cao các bạn để hạ nguyên cái đoạn thân này luôn. Có khả năng là sẽ hạ về phía bên kia, phía bên cái thân bên kia các bạn. Cái này là cưa nửa cái đoạn này à, cưa ngay chỗ đứng. Rồi như vậy đó, hoàn thành cái bàn rồi nha các bạn. Cái phải trừ cái phần thân nó lại đây nữa nó ra cái tượng mới. Hôm nay thì anh Tùng sẽ cưa một cái bàn rất là lớn. Cái bàn này có tuổi thọ cũng khoảng 25 năm nha các bạn. Ở đây là ngay gần sân bay Tân Sơn Nhất, gần khu du lịch Suối Tiên các bạn. Nên là máy bay cứ bay qua lại hoài. Đây là chiếc máy bay này các bạn. Đó. Cái bàn rất là lớn các bạn. Đây,
cái nhánh của nó là cái tàn của nó là nó che hết hai bên hai dãy nhà trọ luôn, và nó có hai ba tầng mà. Đây anh Tùng đứng nhỏ xíu ở phía trên cao. Đây là cái gốc của nó nè mày, rất là lớn luôn. Rồi bây giờ sẽ kéo cái máy cưa lên để cưa mấy cái nhánh trên nha các bạn. Có lẽ là cái nhánh đầu tiên là anh Tùng cưa cũng sẽ là cái nhánh lớn luôn, chứ không có cưa mấy nhánh nhỏ nhỏ. Rồi, chuẩn bị cưa nhánh lớn nha các bạn. Lớn lắm à. Ôi. Tiếp bên ngang á. Nhanh quá trời lớn rồi. Từ từ thôi, hạ đi. Nắm cái đầu đuôi nó kịch ngược lên đi. Cái đuôi nào? Dễ gì kịch ngược. Không nổi đâu. Quá trời cái nhánh này. Rồi tỉa bớt đi. Nhanh quá trời bự rồi. Rồi cái nhánh đầu tiên hạ xuống rất là lớn nha các bạn. Giờ phải tỉa bớt. Cái bàn này cái nhánh rất là lớn nha các bạn. Nó che gần hết cái mái nhà của cái dãy nhà trọ phía bên đây này. Giờ anh Tùng lấy cái máy lên để cưa cái nhánh ở trên nóc nhà nha các bạn. Tại sao mà người ta đặt cho anh cái biệt danh là vua khỉ? Leo rất là khỏe nha các bạn. Anh Tùng sẽ chuẩn bị cưa cái nhánh lớn này các bạn. Cái nhánh này nó vừa lớn mà nó lại xiên ra rất là dài, tầm khoảng 7 mét á. Rất là dài, nhánh này rất là lớn luôn. Phải cần rất là nhiều người để chằng dây. Đây cái nhánh ở đây phải có hai người nha các bạn.
Ai lại đó nắm nắm cái nhánh đó cho cái đầu nó dẹt ra. Nhánh nhỏ đó. Ai lấy nhánh nhỏ nhỏ đi. Nhánh nhỏ đi. Nhánh này nặng, rất là nặng nha các bạn. Quá tốt, quá ơi, quá ok. Nhánh dài ghê. Nhánh này phải quá trời dài. Buông buông từ từ xuống đi, buông đi. Thả từ từ xuống. Kéo kéo. Từ từ thôi. Rồi hạ xuống đi, hạ xuống đi. Quá trời cái nhánh lớn. Cái nhánh bị bọng. Nhánh bị bọng ở giữa nè. Lớn lắm á. Rồi hay quá. Giúp mẹ nó quay ngang rồi. Ngang ơi, gỉ cái đậu lại, mạnh mạnh lên ngang ơi. Đậu xuống đi, nó nấy ra. Đậu xuống. Nó chơi què rồi. Rồi đứng đi. Ê, từ từ. Xuống. Nhanh nào nhanh nấy bằng nguyên cái cây của người ta. Nhánh này rất là dài luôn. Nè né rồi em. Rồi xả cái gốc ra. Quá đẹp ơi, quá đẹp. Quá chuẩn. Đây nè, cho nó trống nè. Đây.
nhánh rất là lớn nha các bạn. Cái nhánh này nó hai tầng. Anh Tùng cưa nhánh này tới 3 tầng rồi các bạn, anh Tùng cưa bớt 1 tầng. Vàng này các bạn, cưa nhánh nào nhánh nấy rất là lớn luôn. Nãy giờ là hạ mấy cái nhánh xuống là nhánh nào cũng lớn hết. Cái cây cầu, cái cây bàn cuối cùng á thì anh chủ quyết định chừa lại cái phần trên đó cho mát nha các bạn, cho nên là cưa như thế này là hoàn thành nha các bạn. Rồi bây giờ thì anh Tùng sẽ gỡ dây và đi về, coi như vậy là hoàn thành ha các bạn. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh Thánh Khờ Vlog để theo dõi thêm nhiều video mới của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.